Rồi, hello anh em nha. Sớm em tối nay có mặt tại Châu Thành, An Giang ha. Đi mua em xe mà tích cỏ. Giá cái bèo bằng con xe Vario mấy chục triệu. Máy số im. Nước sơn thì còn được thôi, chứ nó cũng hơi trầy nhiều nha anh chị ha. Bốn được bốn cái vỏ mới, bốn cái vỏ mới và đăng kiểm mới. Nè, bây giờ em sẽ tiến hành chạy về Bến Tre chắc khoảng 3-4 tiếng hồ mới tới ha. Bốn cái vỏ như nhau nha, nước sơn nó không đều, cái chỗ này nó không đều nè. Về anh chị tút lại chút đỉnh. Cabo mặt trước này im ngon lành ha, máy im lắm. Đó, em đi bằng con Kia Morning mới lấy hàng chiều nữa nè. Ở đây là gần Gạch Giá chưa anh? Xuống Gạch Giá còn xa mà không? 9-10 cây tới Gạch Giá, xa quá trời luôn. Xe này nói chung thì được rồi chứ anh em, chứ nó đẹp nó hết hay xấu á. Vì anh em nào muốn dọn thì em dọn theo ý cho. Dọn xe này nếu mà dọn full đẹp luôn không 10 triệu nha. Đó. Có màn hình trợ lực đời 2.4. Anh bán xe mình rất dễ thương, anh hứa mình xuống đây mình mua xe đi, anh đổ em đầy mình xăng luôn không? Bao về tới thành phố Bến Tre luôn. Em này máy êm lắm nha. Máy êm, điện đèn còi đầy đủ, máy lạnh lạnh teo luôn. Giá có mấy chục triệu. Đó. Anh em nào thấy thích thì cứ alo số điện thoại mình nha. Ngày mai mình khuyên anh dễ về tới Bến Tre ha. Xe này thì nói chung cái máy cực kỳ im nha. Máy rất là im luôn, bao anh em luôn. Máy em mình phải lắm lấy về tới thành phố Bến Tre ha. Từ đây về thành phố Bến Tre khoảng 200 cây số rồi. Anh em nào yêu cứ alo mình gọi số điện thoại nha. 0843333371 nha anh em ha.